San Jose Clean Energy là nhà cung cấp năng lượng sạch phi lợi nhuận tại địa phương của quý vị. Là một chương trình của thành phố San Jose, chúng tôi tạo ra và phân phối năng lượng điện sạch với mức giá cạnh tranh. Quý vị đã tạo ra tác động lớn trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu chỉ bằng việc là khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi ở đây vì quý vị, chúng tôi có thể giúp quý vị quản lý và giảm chi phí. Chúng tôi đầu tư tất cả doanh thu vào cộng đồng thông qua việc đưa ra mức giá và chương trình ổn định, cạnh tranh để cải thiện chất lượng đời sống của các khu dân cư. Chúng tôi đặt khách hàng ở vị trí trung tâm và chúng tôi tự hào khi được phục vụ quý vị với sự minh bạch và tận tình. Việc chuyển sang các nguồn năng lượng sạch hơn giúp cải thiện chất lượng không khí và mang đến một San Jose lành mạnh hơn cho các hộ gia đình. San Jose Clean Energy cho quý vị, cho tôi, cho tương lai của chúng ta.